Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong hôm giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 13 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu tổng. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 13 của Cô vợ Nhật của Chu Tổng. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Sau khi trở về nhà, An Mạc Hạ cảm thấy quá mệt mỏi với những gì vừa trải qua. Cô trở về phòng liền nằm xuống giường, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong giấc ngủ, dường như cô cảm thấy có ai đó đang đứng cạnh giường mình. Đầu tiên là thở dài, sau đó lần lượt lướt các ngón tay trên mặt cô, từng đợt vuốt ve hết sức dịu dàng. Đó là ai? An Mạc Hạ cố gắng hết sức để mở mắt, nhưng có lẽ cô đã quá mệt mỏi. Dù cố gắng thế nào thì cũng không mở được mi mắt nặng chịu. Chắc có lẽ bởi vì cô suy nghĩ quá nhiều, cô nhớ rõ mình đã khóa cửa trước khi vào phòng rồi. Vậy thì ai có thể vào phòng của cô được chứ? Nghĩ đến đây, An Mạc Hạ liền ngủ mê man bất tỉnh. Về phần Chu Dịch Phong, người đàn ông đứng bên cạnh An Mạc Hạ, vẻ mặt bình tĩnh dần dần dịu đi, lộ ra vẻ mặt dây dứt, xin lỗi rất không hợp với đường nét tuấn tú của anh. Hiện tại chính là buổi chiều, ánh mặt trời chiếu vào người đàn ông qua khung cửa sổ hé mở, để lại thân thể Chu Dịch Phong nửa tắm dưới ánh nắng, nửa trong bóng tối, trông có vẻ âm u. Đúng lúc có gió thổi qua, làm dối vài sợi tóc của người đàn ông, vừa hay cũng làm dối trái tim của người đàn ông. Không biết An Mạc Hạ có thể dễ dàng tha thứ cho anh sau khi anh làm chuyện quá đáng như vậy không? Lúc đó anh hoàn toàn mất lý trí. Sự thân thiết của An Mạc Hạ và Giang Doãn Hâm khiến anh phát điên lên vì ghen tuông. Anh rất sợ hãi, có thể sẽ mất đi An Mạc Hạ hơn 20 năm cuộc đời, kể cả sau khi trải qua biến cố trong gia đình, anh cũng chưa bao giờ bối rối như vậy. Điều này cho thấy hôm nay vị trí của An Mạc Hạ đã quan trọng như thế nào trong lòng anh. Chu Dịch Phong sợ hãi, giơ tay lên, đặt lên trên ngực của mình. Một lúc lâu sau mới tự rượu cười một tiếng, xoay người đi ra khỏi phòng của An Mạc Hạ. Đêm nay, An Mạc Hạ ngủ một giấc cực kỳ chăn chọc, không chỉ cảm thấy kiệt sức, mệt mỏi, mà đầu còn cảm thấy nóng lạnh khó hiểu, Lúc đầu thì lạnh như ở trong hầm băng, sau đó thì như bị ném vào lò lửa, toàn thân vô cùng nóng, dưới sự dày vò như vậy, An Mạc Hạ đột nhiên mở mắt ra. Lúc này cô vẫn đang nằm trong phòng, nhưng màu sắc xung quanh không còn tươi sáng như lúc cô vừa trở về, mà thay vào đó là màu của buổi trạng vạng. Ánh đèn đỏ tàn xa, ánh sáng quỷ dị khắp căn phòng. An Mạc Hạ cau mày, muốn từ trên giường ngồi dậy, nhưng cô phát hiện toàn thân không còn sức lực, khớp xương sẽ phát ra tiếng động cơ thể mềm nhũn như bị đánh ngã lại. Mà phía sau lưng không biết từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi. Mặc dù không phải là bác sĩ, An Mạc Hạ cũng có thể nhanh chóng phán đoán được cô đã bị bệnh rồi. Lấy tay đặt lên trên chán, dò rét nhiệt độ, chán cô nóng hôi hổi. An Mạc Hạ có chút tự diệu cười. Bệnh tình của Chu Dịch Phong mới hết được mấy ngày, nay lại đến viên cô bệnh. Cơ thể cô trước giờ vẫn rất tốt. Trước kia, cho dù là mắc mưa thì chỉ cần uống một chút nước nóng đã có thể rất nhanh khôi phục lại. Vậy mà lần này, vì bị kích thích một chút bởi những gì vừa trải qua buổi trưa đã khiến cho cô bắt đầu ốm nặng. An Mạc Hạ hít một hơi thật sâu, chịu đựng cơn đau, tới trên giường ngồi dậy. Cô nhớ ra trong người vẫn còn một ít thuốc hạ sốt. Trước tiên, phải thử xem có thể hạ sốt chút nào không. Nếu không được thì đến bệnh viện cũng chưa muộn. An Mạc Hạ yếu ớt đi tới cửa phòng, do dự một hồi mới mạnh dạn mở cửa ra. Trải qua chuyện giữa trưa, cô thật sự không biết nên đối mặt với Chu Dịch Phong như thế nào nữa, nhưng một số việc sớm hay muộn thì cũng phải giải quyết. Cô không có khả năng ở chung với Chu Dịch Phong nữa, cho nên thừa dịp lúc này cùng Chu Dịch Phong nói rõ ràng cũng tốt. Đi đến phòng khách, lấy tay đặt lên trên thành cầu thang xoắn ốc, phòng khách vẫn như cũ là một gian phòng tối đen, chỉ có ánh hoàng hôn trải trên mặt đất có lẽ Chu Dịch Phong cũng không có ở nhà. Không biết vì sao, trong lòng An Mặc Hạ đột nhiên nhẹ nhõm, vừa rồi cô đã đưa ra quyết định, nhưng bây giờ lại không muốn nói sớm như vậy với Chu Dịch Phong. Trong lòng chợt lóe lên một tia vui sướng mà ngay cả cô cũng không phát giác ra được. An Mặc Hạ đi một vòng quanh đại sảnh, đi đến bên tủ đặt hộp thuốc, cúi xuống bắt đầu tìm thuốc hạ sốt, nhưng cô thật sự bị bệnh rồi, ngay cả hành động đơn giản này cũng khiến cho An Mặc Hạ trong nháy mắt toát mồ hôi hột đầm đìa và đôi mắt cô hoa lên như thể sẽ ngất xỉu mọi lúc mọi nơi cũng may cuối cùng thì cũng tìm được thuốc hạ sốt, An Mạc Hạ không mất bao nhiêu liền tìm được một hộp thuốc hạ sốt ở giữa tủ thuốc. An Mạc Hạ vươn bàn tay trắng nõn thon dài từ trong hộp thuốc lấy ra thuốc hạ sốt, nhưng vừa mới đứng lên khỏi mặt đất, hai mắt đột nhiên trở nên đen kịt, trực tiếp nhìn phía trước thân hình sắp sườn ngã xuống đất nhưng an mạc hạ không còn sức lực để tự cứu lấy mình rồi vừa lúc an mạc hạ cho rằng mình nhất định sẽ ngã một cái thật mạnh thật đau thì đột nhiên cảm thấy eo bị siết chặt thân thể được chống đỡ vững vàng sao vậy lập tức giọng nói lo lắng của chu dịch phong từ trên đầu của an mạc hạ truyền đến trái tim của an mạc hạ thắt lại Cô muốn trốn thoát khỏi bàn tay của người đàn ông, nhưng sức lực ban đầu không mạnh lắm, bây giờ cộng với đau đớn, khiến cho cô càng khó khăn thoát ra. Chu Dịch Phong khẽ cau mày, vừa rồi anh không có cảm giác gì, nhưng bây giờ bàn tay đặt ở eo của người phụ nữ chỉ cảm thấy nóng gian, ngay cả cách lớp vải thì cũng cảm nhận được rất rõ ràng. An mặc hạ, sốt cao. Chu Dịch Phong cũng bất chấp tất cả, khoảnh khắc tiếp theo anh muốn bế người phụ nữ yếu đuối trên tay đưa cô ấy đi bệnh viện. Nhưng An Mạc Hạ không biết lấy sức lực từ đâu lại có thể trong cánh tay của Chu Dịch Phong mà thoát ra, lào đào lui về phía sau hai bước, thân thể nghiêng ngả một cái, liền trực tiếp ngồi thẳng trên mặt đất. Thấy vậy, Chu Dịch Phong muốn vươn tay giúp An Mạc Hạ, nhưng An Mạc Hạ lại thô lỗ ném cánh tay của anh ra, lạnh lùng nói. Chu Dịch Phong, đủ rồi, đừng đụng vào tôi nữa. Bởi vì lời nói của An mặc Hạ cánh tay của chu dịch phong duỗi ra giữa không trung lập tức cứng đơ tại chỗ giống như dùng rất nhiều sức chậm rãi thu tay lại vô lực rũ xuống hai bên lúc này thời gian như đứng yên trong phòng không có ai lên tiếng chỉ có người đàn ông đứng im cúi đầu còn người phụ nữ thì vùng vẫy đứng dậy dùng hết sức vùng vẫy dù an mạc hạ có cố gắng thế nào thì cũng không muốn người đàn ông trước mặt giúp mình thân thể cứng nhắc của chu dịch phong không nhúc nhích cho đến khi thân thể của An Mạc Hạ lại yếu ớt ngã xuống đất một lần nữa. Anh nhắm mắt lại, khàn giọng nói: "Mạc Hạ, em có chuyện gì, khi lành bệnh rồi thì nói sau." Người đàn ông nói xong, An Mạc Hạ chỉ cảm thấy ánh đèn trước mặt mờ mịt, Chu Dịch Phong cúi người xuống ôm lấy cô, mặt trời ngoài cửa sổ đã chìm dần, trong phòng tối om nhưng ánh mắt của Chu Dịch Phong thì lại phi thường sáng ngời, có cả chút cảm xúc mà An Mạc Hạ không hiểu được. An Mạc Hạ choáng váng, muốn tiếp tục dãy ruộng, nhưng cơ thể càng ngày càng kiệt sức. Nhịn không được nữa, nhắm mắt không dãy ruộng nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhìn người phụ nữ trong tay mình rốt cuộc cũng yên vị. Chu Dịch Phong thở dài một hơi thật sâu. Thật ra anh không phải là người thích thở dài, nhưng từ khi gặp An Mạc Hạ, anh luôn có loại cảm xúc như vậy. Chu Dịch Phong lắc đầu tự diễu. Trước đây anh từng nghe người ta nói tình yêu là phi lý nhất khiến anh làm những việc mà bình thường anh sẽ không làm lúc đầu anh cũng không tin lắm nhưng bây giờ đây anh đã tin bây giờ vì an mặc hạ anh dường như không còn là chính mình nữa nghĩ đến đây chu dịch phong đôi mắt hơi rũ xuống nhìn sâu vào người phụ nữ trong tay mình dường như cô ấy không hề ngủ yên lông mày nhíu chặt vào nhau khuôn mặt vốn dĩ đã hồng càng đỏ hơn cả đôi môi đỏ mọng cũng đã bong một lớp da do sốt cao trong lòng của Chu Dịch Phong đột nhiên lan tràn một cảm giác xót xa, An Mạc Hạ, anh phải làm sao với người phụ nữ này đây? Để chăm sóc cho An Mạc Hạ, Chu Dịch Phong căn bản chưa bao giờ ngủ, mặc dù được đưa đến bệnh viện tư nhân nổi tiếng nhất An Lâm và mời bác sĩ giỏi nhất, nhưng Chu Dịch Phong vẫn không thể yên tâm. Anh thậm chí không muốn người khác chăm sóc An Mạc Hạ, mà thay vào đó anh lựa chọn tự mình chăm sóc cô, nhưng dù Chu Dịch Phong cố gắng đến mấy, anh vẫn không thể giúp nguôi ngoai nỗi đau của người phụ nữ nhỏ bé trên giường bệnh. Ăn mặc hạ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, ngã xuống đất một hồi, một hồi khác lại có cảm giác dạo bước trên mây, còn có cả cảm giác như đứng giữa hai tầng băng và lửa. Thời thời khắc khắc quân lấy cô, để cô đau đến không muốn sống. Nước, đôi môi nứt nẻ hé mở, ăn mặc hạ chậm rãi thốt ra. Một lúc sau, cô đột nhiên cảm thấy trên môi mình mềm mại. Một thứ gì đó mềm mại nhẹ nhàng cạy hàm răng của cô ra, sau đó một dòng nước trong suốt từ từ chảy vào miệng và lưỡi cô rồi vào cổ họng cô an mặc hạ nuốt nuốt ngục nước vẻ mặt sao động bất an cuối cùng cũng bình tĩnh lại rất nhiều nhưng thân thể thì vẫn không thoải mái thống khổ cuộn rút lại với nhau cô lại mở miệng nhưng lần này cô chưa thốt ra từ nước nào thì cảm giác vừa rồi lại xâm chiếm cô an mặc hạ thật sự rất tò mò chuyện gì đang xảy ra tuy rằng thân thể đã muốn ngủ say nhưng ý thức lại làm cho mí mắt mở ra một đường nhỏ mơ mơ màng màng, cô dường như nhìn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng ở bên cạnh, và thời điểm cô muốn nhìn rõ là ai thì cơ thể đó lại đột nhiên áp sát vào người cô, cảm giác kỳ lạ vừa rồi lại hiện về, An Mạc Hạ khóe miệng hơi co giật, có vẻ là dự cảm tốt, cô lại nuốt nước rót vào miệng, cũng không còn muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, cô lại chìm vào giấc ngủ mê man. Khi An Mạc Hạ tỉnh lại thì trời đã sáng hẳn, cô không nhớ mình đã ngủ bao lâu. Nhưng chỉ biết thân thể không còn khó chịu nữa, mặc dù còn yếu nhưng chắc không phải sốt. An Mạc Hạ truyền thân, nghi ngờ nhìn xung quanh, nơi này được bao bọc bởi những bức tường trắng như tuyết, ga trải giường trắng như tuyết, mền trắng như tuyết, áo bệnh viện màu trắng như tuyết. Dù cho cô có hiện tại bị bệnh đến hồ đồ thì cũng có thể đoán ra được nơi này là bệnh viện. Ai đã đưa cô đến bệnh viện? Suy nghĩ quay cuồng trong đầu, nhưng An Mạc Hạ thật sự không có ký ức nào cho nên chỉ có thể từ bỏ không suy nghĩ tiếp, thay vào đó xoay người định xuống giường, nhưng mới giật giật ngón tay thì không biết sao đột nhiên đụng phải vật gì đó ấm áp. An Mạc Hạ giật mình, nhanh chóng rút tay về, nhìn xem cô chạm vào cái gì, đó là bàn tay của một người đàn ông, các khớp xương rõ ràng mà còn rất đẹp. An Mạc Hạ sừng sốt, sau đó cô ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy khuôn mặt đang say ngủ của một người đàn ông, Chu Dịch Phong lúc này đang nghiêng nghiêng ghé đầu lên trên giường của An Mạc Hạ, hai mắt nhắm nghiền lại nhẹ nhàng ngủ thiếp đi. Trái tim An Mạc Hạ giật thót, lý trí mách bảo cô nên đánh thức người đàn ông này và đuổi anh ta ra ngoài ngay lập tức, nhưng cơ thể cô thì lại không thể làm được điều này, nhất là khi cô nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm của Chu Dịch Phong, còn cả cái cách cằm đáng ghét của anh ta nữa cho nên cô càng không đành lòng. Vậy Chu Dịch Phong đưa cô đến bệnh viện rồi chăm sóc cô, không ăn không ngủ sao? An Mạc Hạ thầm nghĩ. Lòng của nữ nhân có chút rung động. Nói không cảm động thì là không thể nào. Dù sao thì Chu Dịch Phong cũng là một đại thiếu gia cao cao tại thượng. Vậy mà có thể khiến cho anh cúi người chăm sóc một cô gái. Nếu nói ra, sợ rằng người ngoài không thể nào tin nổi. Nhưng... An Mặc Hạ cắn môi, những gì Chu Dịch Phong làm ngày hôm qua thật sự là quá đáng. Anh làm vậy chỉ để bù đắp mà thôi. Vừa nghĩ tới đây, Chu Dịch Phong đang nằm ở mép giường nhúc nhích. Đôi mắt nhắm nghiền đột nhiên mở ra, ánh mắt nhập nhèm rất nhanh đã trở nên rõ ràng, nhìn thẳng vào người phụ nữ đang ngồi trên giường. Mặc Hạ, em tỉnh rồi sao? Giọng nói của Chu Dịch Phong như mệt mỏi cả người, giọng nói vô cùng khàn khàn, như có cái gì đó mắc kẹt trong cổ họng. Nghe thấy giọng nói của người đàn ông, thân thể An Mạc Hạ cứng đơ, nhưng cô vẫn gật đầu. Sau đó di chuyển ánh mắt từ trên người Chu Dịch Phong sang bên khác. Mặt không thay đổi, nhìn một đoạn nào đó trên mặt đất rồi ngần người. Chu Dịch Phong ánh mắt tối dầm lại, rốt cuộc thì cố nén nở nụ cười, sau đó lại hỏi. Em cảm thấy thế nào rồi? Ừ, tốt hơn nhiều rồi. Sau hai giây tạm dừng, An Mạc Hạ trầm giọng đáp. Có muốn uống chút nước không? Chu Dịch Phong nói tiếp. Không cần, cảm ơn. Lời nói của An Mạc Hạ vừa rơi xuống, bầu không khí trong phòng nhất thời ngưng trệ. Hai người nhất thời không biết nên nói gì, đều im lặng. Chu Dịch Phong mở miệng, cố gắng phá vỡ bầu không khí khó xử. Nhưng anh đã thu lại lời nói ngay lập tức, khi vừa mới chạm tới môi. Anh còn có thể nói cái gì nữa đây? Cũng may, lúc này có người gõ cửa, chính là y tá sáng nay đến phát thuốc. An tiểu thư, nhiệt kế cho cô đo nhiệt độ đây. Còn cái này là thuốc cho ngày hôm nay, tiếp tục uống thuốc như hai ngày trước. Y tá cười liếc nhìn An Mạc Hạ, lúc đầu thần sắc vốn bình thường nhưng khi chạm tới vẻ của Chu Dịch Phong thì liền nhanh chóng xấu hổ nhìn đi chỗ khác, trong mắt lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Nhưng An Mạc Hạ không để ý đến biểu hiện của y tá. Đối với lời y tá nói thì hơi choáng váng, tiếp tục uống thuốc như hai ngày trước là có ý gì chứ? Cô y tá, tôi ở bệnh viện mấy ngày rồi. An Mạc Hạ cao mày hỏi. Y tá ngưng mắt nhìn Chu Dịch Phong cười đáp. An tiểu thư, cô nằm trên giường bệnh hai ngày rồi. Hôm nay là ngày thứ ba. Cô cứ hôn mê suốt. May mà chồng cô ở bên đó chăm sóc. Nói xong cô y tá đột nhiên thở dài. Cô thật là có phúc quá. Bạn trai của tôi mà cũng như chồng của cô thì tôi dù từ trong mơ cũng tỉnh lại cũng sẽ cười không nén lại được mất. Trai tim của An Mạc Hạ giật mình vì lời cô y tá. Hai ngày nay cô nằm trên giường bệnh chu dịch phong mất ăn mất ngủ để chăm sóc cô hai ngày nay sao nếu như trước đây cô cho rằng chu dịch phong chăm sóc cô ở tiểu khu là đền bù cho việc làm sai trái hôm trước thì bây giờ an bạc hạ lại không nghĩ như vậy nếu thật sự muốn bù đắp thì chu dịch phong cũng không cần làm chuyện này ở trên đời này ngoài cha mẹ chỉ những người thực sự yêu thương bạn mới làm được điều như vậy yêu sao vậy chu dịch phong vì yêu cô sao nghĩ đến đây an mạc hạ lập tức cắn chặt môi dưới những gì chu dịch phong nói trong xe lúc trước hiện tại lại hiện lên trong đầu của an mạc hạ ngay lập tức anh ấy nói anh ấy yêu cô nhưng cô thực sự không biết có nên tin hay không an tiểu thư cô có nghe thấy tôi vừa mới nói gì không giọng của y tá cắt ngang dòng suy nghĩ của an mạc hạ an mạc hạ ngẩng đầu có chút nghi ngờ nhìn y tá thực xin lỗi vừa rồi tôi nghe không rõ Cô nói cái gì vậy, nói lại lần nữa có được không?" Y tá thuận miệng gật đầu, "Tôi nói thuốc này nên uống vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối. Lát nữa tôi sẽ lấy một lọ thuốc uống để tiêu nhiệt, chỉ cần uống 5 ml là đủ rồi." "Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô." An Mặc Hạ cười với y tá, y tá không nói gì, trước khi đi còn liếc nhìn Chu Dịch Phong đang ngồi bên giường, sau đó đẩy xe ra khỏi phòng. Khi tiếng đóng cửa kéo dài chấm dứt, khu phòng trở lại sự im lặng chết người trước đó. An Mạc Hạ cùng Chu Dịch Phong không nói chuyện, đều cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Thật lâu sau, giọng nói trầm thấp khàn khàn của Chu Dịch Phong lại vang lên trong không khí. Mạc Hạ, ngày đó em vẫn còn trách anh sao? Chu Dịch Phong không nói được lời nào tiếp theo, đôi mắt đen trầm lại. An Mạc Hạ nắm chặt ga trài giường, không muốn nhớ lại cảnh tượng cô Trần Như Nhậu ngày đó. Hình ảnh thân thể trần trụi nằm dưới Chu Dịch Phong vẫn cưỡng ép in sâu vào tâm trí cô. Cô trách anh sao? Lúc đầu hẳn là rất kỳ quái, nhưng bây giờ nghĩ lại, lúc đó đã xảy ra chuyện không thể cứu vãn được. Chu Dịch Phong cũng đã nhiều lần cứu cô thoát nạn, lần này cô bị bệnh, người đàn ông này còn bỏ qua thân phận của mình mà hạ người chăm sóc cô suốt mấy ngày không ăn không ngủ. Vậy cô sao có thể trách anh được đây? Thấy người phụ nữ hồi lâu không lên tiếng, trên mặt Chu Dịch Phong thoáng hiện lên vẻ lo lắng hiếm thấy, anh nói tiếp: "Mạc Hạ, anh thật sự biết mình sai rồi giống như ngày đó anh đã nói với em rồi đấy anh ghen tuông điên cuồng là vì anh yêu em cho nên anh mới không kiềm chế làm điều quá đáng với em như vậy mong em tha thứ cho anh chu dịch phong giọng nói rất thấp phảng phất như có chút khẩn cầu làm gì còn chút rượu cợt cùng với kiêu ngạo nào nữa an mặc hạ sững sờ đột ngột ngẩng đầu lên có chút kinh ngạc nhìn chu dịch phong để chu dịch phong phải cúi đầu xin lỗi thật sự là không dễ dàng đối với anh trong lòng đầy ngạc nhiên nhưng cũng có chút ấm áp chảy qua trái tim cô. Chu Dịch Phong thật sự quan tâm cô. Nhìn thấy Chu Dịch Phong ủ rũ như vậy, An Mạc Hạ không đành lòng. Mặc dù trong lòng nhiều ít vẫn là có chút vướng mắc nhưng vẫn là mở miệng nói. Chu Dịch Phong, em... em không trách anh. Không ngờ An Mạc Hạ lại tha thứ cho mình nhanh như vậy. Chu Dịch Phong sững sờ vài giây mới và đứng kịp. Trợn to hai mắt, không thể tin được. Trên mặt nhanh chóng lộ ra nụ cười vui vẻ lại bất giác hỏi lần nữa. Thật là... An Mạc Hạ thở dài, sau đó nặng nề gật đầu. Ừ, em tha thứ cho anh. Tuy rằng em có chút thiệt thòi vì bị anh nhìn thấy hết, nhưng cuối cùng thì cũng không có chuyện gì xảy ra với chúng ta, cho nên em vẫn có thể tiếp nhận lời xin lỗi của anh. Nghe được An Mạc Hạ xác nhận, Chu Dịch Phong sắc mặt càng thêm vui vẻ, giống như là một đứa trẻ được người lớn tha thứ, cao hứng từ trên ghế đứng dậy, trong tiềm thức duỗi ra hai tay, muốn đem cô gái phía trước ôm vào trong lòng, nhưng như thể đã nghĩ ra điều gì đó, ngay lập tức buồn bã thu tay lại. Mạc Hạ, sắp đến giờ rồi, anh rót nước cho em, uống thuốc đi. Chu Dịch Phong cuối cùng cũng bỏ đi vui vẻ trên mặt, nhưng khóe miệng vẫn vô thức nhách lên. An Mạc Hạ gật đầu, Chu Dịch Phong nhanh chóng rót một ly nước đưa cho An Mạc Hạ. À mà, em hôn mê hai ngày đầu, uống thuốc này thế nào vậy? An Mạc Hạ nuốt xuống hai viên màu trắng thản nhiên hỏi hai tay của chu dịch phong cứng đơ trong chốc lát nhưng ngay sau đó thì đã trở lại bình thường tự nhiên trả lời em rất lợi hại có thể nuốt thuốc theo phản xạ ngay cả trong giấc ngủ hóa ra là do phản xạ có điều kiện của chính mình an mặc hạ không nghi ngờ gì nhưng cô không khỏi nghĩ đến những suối nước ngọt ngào trong giấc mơ và cái chạm môi mềm mại kia làm sao cô có thể có một giấc mơ kỳ lạ như vậy an mặc hạ nhún vai thôi quên đi dù sao thì cô khỏe mạnh lại là được rồi uống thuốc xong an mạc hạ nằm trở lại trên giường cô muốn ngủ một giấc thật bình yên nhưng cô chợt nhớ ra mình đã hôn mê hai ngày có nghĩa là hai ngày nay cô không đi làm đột nhiên cô có thể tưởng tượng ra sắc mặt lục hiểu như tối rầm lại không biết bây giờ bổ sung đơn xin nghỉ thì có muộn không nghĩ đến đây an mạc hạ lại ngồi thẳng dậy bắt đầu vội vàng lục tung điện thoại di động trên giường sau một hồi tìm kiếm thì cũng không thấy em đang tìm cái này sao Chu Dịch Phong không biết từ khi nào, trong tay đã cầm một chiếc điện thoại di động màu trắng lắc lắc trước mặt An Mặc Hạ. An Mặc Hạ vui mừng khôn xiết, nhanh chóng giật điện thoại trên tay của Chu Dịch Phong. "Điện thoại của em sao lại trong tay anh? Anh sợ có người quấy giày khiến em không thể nghỉ ngơi tốt, cho nên anh đã tắt nguồn đi, giữ giúp cho em." Chu Dịch Phong đáp, nhưng khóe miệng lại hiện lên một nụ cười khó hiểu. An Mặc Hạ không quan tâm lắm, vừa bấm nút nguồn, màn hình điện thoại sáng lên, trên trang hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ. Nhưng không có cuộc gọi nhỡ nào trong số này là của Lục Hiểu Như mà đều là của người khác, Giang Doãn Hâm. Nhìn tên của Giang Doãn Hâm, An Bạc Hạ nhíu mày thật chặt, nhớ lại trí nhớ của mình. Cô đột nhiên nhớ tới ngày cô rời đi trên xe của Chu Dịch Phong. Cô đã hẹn Giang Doãn Hâm sẽ liên lạc với hắn ta vào buổi tối. Nhưng sau này, xảy ra chuyện gì khiến cô không khỏi ngạc nhiên, mà cô cũng không ngờ mình đã mất liên lạc với Giang Doãn Hâm trong hai ngày hai đêm. Không biết Giang Doãn Hâm không liên lạc được với cô thì sẽ phát điên như thế nào. Nghĩ tới đây, An Bạc Hạ cảm thấy không có khả năng. Người đàn ông này trước nay luôn luôn rất nhẫn tâm. Trong lòng hắn, cô không quan trọng như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt trầm tư của người phụ nữ, Chu Dịch Phong ở bên cao mày. Thật ra anh đã dặn dò trợ lý Chu Dương của mình xin nghỉ giúp An Mạc Hạ rồi. Sở dĩ anh tắt nguồn điện thoại di động của cô không phải là bởi vì anh sợ có người quấy dày, mà thực chất là vì lòng ích kỷ anh không muốn Giang Doãn Hâm tiếp xúc với An Mạc Hạ. Thế nào vậy? Có chuyện gì? Có người quan trọng gọi điện thoại cho em sao? Chu Dịch Phong thản nhiên hỏi. Giọng nói của người đàn ông kéo An Mạc Hạ đang chìm đắm trong suy nghĩ trở lại thực tại. Cô giật giật khóe miệng, hờ hững nhún vai. Không phải là người quan trọng. Sau khi suy nghĩ, An Mạc Hạ nói thêm là bạn trai cũ của em, Giang Doãn Hâm. Những lời này vừa nói ra, Chu Dịch Phong và An Mạc Hạ đều sững sờ. An Mạc Hạ tự hỏi, tại sao lại nói sự thật với chu dịch phong còn chu dịch phong thì lại tự hỏi vì sao an mặc hạ không e dè mà nói sự thật với anh chu dịch phong kịp phản ứng trước an mặc hạ một bước khóe miệng hiện lên một tia cười nhạt an mặc hạ liếc nhìn chu dịch phong nhưng không để ý sắc mặt của nam nhân có chút thay đổi như là hạ quyết tâm nói tiếp chu dịch phong trước đó anh luôn trong trạng thái tức giận mà em cũng vậy cho nên chúng ta vốn không có cơ hội để bình tĩnh cùng nhau nói chuyện rõ ràng về vấn đề này bây giờ chúng ta đều có thời gian rồi vậy anh có muốn nghe em nói không đương nhiên là có đôi mắt sâu thẳm đen kịt của chu dịch phong dán chặt lên trên người của an bạc hạ nụ cười vừa mới vẽ ra nơi khóe miệng vừa rồi cũng dần dần truyền đến đáy lòng an bạc hạ giật giật khóe miệng nhẹ nói thật ra khi chúng ta kết hôn em cũng đã nói rồi sở dĩ em kết hôn với anh là vì anh hứa sẽ giúp em trả thù bạn trai cũ còn nguyên nhân vì sao anh kết hôn với em là vì anh muốn hoàn thành tâm nguyện của người ông bệnh nặng chu dịch phong gật đầu ra hiểu an mạc hạ tiếp tục vậy sở dĩ gần đây em lại thân thiết với giang doãn hâm giả ừ, dạ làm bạn gái của hắn ta thậm chí có chút thân mật với hắn ta cũng là vì ý định ban đầu lúc đó muốn trả thù hắn ta và để cho hắn ta nếm trải cái cảm giác đau lòng sau khi bị ai đó bỏ rơi anh anh đừng suy nghĩ nhiều, thật sự là em và Giang Doãn Hâm tuyệt đối không có khả năng quay lại. Nói đến đây, An Mạc Hạ ngẩng đầu nhìn Chu Dịch Phong, đôi mắt đẹp mang theo cảm xúc phức tạp nhưng lại dần dần rõ ràng trở lại. An Mạc Hạ không biết vì sao, đột nhiên phải giải thích nhiều như vậy với Chu Dịch Phong, một mặt không muốn dài ra chuyện tương tự ngày đó, mặt khác, thật ra cô cũng có chút tâm tư, tuy rằng khả năng để cô và Chu Dịch Phong thật sự bên nhau là không lớn nhưng cô cũng không muốn nam nhân này hiểu lầm mình, nói thẳng ra, rõ ràng là sự lựa chọn tốt nhất cho cô và cho cả anh lúc này. Chu Dịch Phong nghe xong lời nói của An Mạc Hạ, trong lòng cười khổ, thật ra hai ngày trước anh đã sớm nghĩ đến loại khả năng này khi anh chăm sóc An Mạc Hạ ốm liệt giường, nhưng anh quá bốc đồng, trước khi có thể hiểu hết vấn đề, anh đã mạo hiểm làm tổn thương cô. Chu Dịch Phong dương mắt nhìn lại An Mạc Hạ, nụ cười trên mặt càng ngày càng lớn hiện tại an mạc hạ có thể đích thân giải thích với anh anh thực sự rất vui anh biết rồi đừng lo lắng sau này anh sẽ không bốc đồng làm gì tổn thương em nữa nhưng chu dịch phong dừng lại trước khi tiếp tục nhưng việc còn lại cứ để cho anh ừ, anh nghĩ bản thân em không nên dính líu như thế này với bạn trai cũ em không hiểu một người đàn ông nếu như hắn ta thực sự nhen nhóm tình yêu với em thì tình hình của em sẽ rất nguy hiểm chu dịch phong vô cùng nghiêm túc nói trong mắt mang theo chân thật kinh động tâm hồn dưới ánh mắt ma mị này ăn mặc hạ không khỏi gật đầu được rồi nhưng em nghĩ trước tiên em vẫn cần nói chuyện với giang doãn hâm đề nghị chia tay để tránh những rắc rối không đáng có nếu không đạt được hiệu quả như mong đợi tới lúc đó nhờ anh giúp đỡ cũng chưa muộn em nói cũng đúng chờ khỏi bệnh rồi thì hãy tìm giang doãn hâm còn hiện tại nghỉ ngơi thật tốt đi chu dịch phong đưa tay đặt lên vai của an mạc hạ ép cô nằm xuống còn rất cẩn thận giúp cô đắp chăn bông ngủ đi em chú ý nghỉ ngơi một chút anh ngồi đây canh cho em chu dịch phong anh an mạc hạ mở miệng do dự một hồi mới có chút ngượng ngùng nói anh cùng em ở đây nhiều ngày như vậy trở về nghỉ ngơi thật tốt đi em ở đây một mình vẫn ồn mà chu dịch phong không nói lời nào giúp an mạc hạ rót một chén nước nóng trong phích đặt ở trên đầu giường sau đó thì nở nụ cười anh biết rồi em cứ ngủ đi anh sẽ rời đi khi em đã chìm vào giấc ngủ an mạc hạ thấy chu dịch phong đồng ý cũng không có nói nữa nhắm mắt lại an tâm nghỉ ngơi chưa kịp biết thì cô đã ngủ thiếp đi nhưng cô luôn cảm thấy trong giấc ngủ có người đứng ở bên cạnh nhìn cô bên cạnh cô mặc dù cô không thể nhìn thấy đôi mắt của người đó nhưng cô cũng có thể cảm nhận được một tình cảm mãnh liệt khác thường Lúc An Mặc Hạ tỉnh lại, Chu Dịch Phong đã không còn ở bên cạnh, mà cái phích đựng nước nóng vẫn ở bên giường cô. An Mặc Hạ đưa tay cầm lấy phích nước, nhẹ nhàng mở nắp cốc, đột nhiên một luồng hơi nóng phun lên mặt, An Mặc Hạ cũng làm ấm trái tim cô. Hai ngày sau, An Mặc Hạ sau khi kiểm tra kỹ lưỡng đã được xuất viện, Chu Dịch Phong đậu chiếc Porsche màu đen trước bệnh viện, đem đồ đạc của An Mặc Hạ bỏ vào trong cốp xe, lại lên xe đưa An Mặc Hạ về nhà. Bệnh tuy đã khỏi, nhưng An Mạc Hạ dù sao thì cũng nằm ở trên giường mấy ngày nay, nên hai chân không có sức lực, nhẹ bẫng, tựa hồ có thể ngã xuống đất bất cứ lúc nào. Chu Dịch Phong nhiều lần cố gắng đỡ An Mạc Hạ, nhưng mỗi lần duỗi tay ra đều do dự rụt lại. An Mạc Hạ cũng không muốn gây phiền phức cho Chu Dịch Phong kiên trì mình đi lại, nhưng thực sự mệt mỏi cho nên cô quyết định tựa vào lan can trên đường nghỉ ngơi. Cuối cùng thì cũng thuận lợi lên xe của Chu Dịch Phong vẻ ngoài cứng cỏi và mạnh mẽ của người phụ nữ đều rơi vào trong mắt của Chu Dịch Phong, khiến anh thở dài. Có mệt không? Khi trở về hãy ngủ một giấc thật ngon. Về phần công việc, không có việc gì phải gấp gáp. ăn Mạc Hạ nhẹ gật đầu, mỉm cười, nằm ngừa ra ghế sau. Sau đó thì như chợt nghĩ ra điều gì, lấy điện thoại di động trong túi ra, gửi một tin nhắn cho Giang Doãn Hâm. Doãn Hâm, bệnh tình của em đã tốt rồi, không cần phải tìm đến em nữa. Em sẽ đến tìm anh. Vừa vặn, ngày mai là thứ bảy, chúng ta gặp lại ở chỗ cũ. Sau khi gửi tin nhắn này, An Mạc Hạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi cũ mà cô nhắc đến tình cờ lóe lên bên cửa sổ, đó là một công viên nhỏ nhưng lại chứa đầy kỷ niệm của cô và Giang Doãn Hâm. Chính tại công viên này, cô đã mạnh dạn tỏ tình với Giang Doãn Hâm, cho nên cũng nên kết thúc mối lương duyên bấy lâu này ở nơi này, yêu hận trước sau, hãy để chúng cuốn theo chiều gió. Sáng sớm ngày hôm sau, An Mặc Hạ đến sớm hơn nửa tiếng so với thời gian đã thỏa thuận. Thời tiết hôm nay khá tốt, là thứ bảy nên có rất nhiều người đến công viên hơn bình thường, bao gồm các cụ già tập thể dục buổi sáng, các ông bố bà mẹ cùng con cái và các cặp vợ chồng trẻ đang hẹn hò. An Mặc Hạ tìm một băng ghế ngồi xuống. Ánh nắng dịu dàng chiếu dọi thân thể của An Mặc Hạ xuyên qua những cành cây du to lớn, khiến cho cô giống như được bao bọc trong một vầng hào quang. Gió thoảng qua, thổi tung mái tóc dài như trong biển cùng với góc chiếc váy đỏ của cô. Về ngoài của một người phụ nữ rất dễ khiến cho người ta nghiêng đầu nhìn lại. Chưa kể, việc mặc một chiếc váy có màu sắc nổi bật đã khiến cho cô trở thành tâm điểm chú ý của người ra vào. Đó là lý do tại sao Giang Doãn Hâm vừa mới đến cổng công viên liền để ý đến An Mạc Hạ. Ánh mắt sau mắt kính của Giang Doãn Hâm lập tức tối sầm lại, khóe miệng nhếch lên một vòng cung tự hào. Sau đó bước nhanh tới phía An Mạc Hạ như tuyên thể chủ quyền ngồi xuống bên cạnh cô. Mạc Hạ, sao em đến sớm vậy? Giang Doãn Hâm tự nhiên nâng cổ tay lên, liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Anh tưởng anh đến sớm, không ngờ em đến sớm hơn cả anh. Nói rồi ánh mắt của Giang Doãn Hâm lóe lên, khung cảnh quen thuộc xung quanh khiến cho hắn bất giác nhớ lại quá khứ. Năm năm trước, An Mạc Hạ đã cùng hắn chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương ở đây. Lúc đó, hai người còn là nam thanh nữ tú, cũng thích nhau, Lần đầu tiên nhìn thấy Giang Doãn Hâm, An Mạc Hạ đã bị hắn ta thu hút, sau đó bắt đầu hành trình theo đuổi kéo dài 3 tháng của cô. Khi đó An Mạc Hạ còn trẻ, không trang điểm, dung mạo giản dị. Tuy rằng không có lộng lẫy, ngoạn ý như bây giờ, nhưng cũng có một loại vẻ đẹp thuần khiết, thuộc về thiếu nữ. Thế nên Giang Doãn Hâm đối với An Mạc Hạ có rất nhiều thiện chí Chưa kể, bị cô đuổi theo khiến cho lòng phù phiếm của người đàn ông càng được thỏa mãn hơn. Sau khi tận hưởng cảm giác này ba tháng, hắn đã đồng ý hẹn hò cùng với An Mạc Hạ. Bọn họ lúc đó cũng đang trong công viên. An Mạc Hạ gửi tin nhắn cho Giang Doãn Hâm, kêu hắn đến 9 giờ sáng. An Mạc Hạ cũng đến sớm hơn nửa tiếng như hôm nay. Cảnh tượng quá khứ hiện lên trong đầu của Giang Doãn Hâm, khiến cho khóe miệng của hắn nâng lên thành một nụ cười. Quay đầu nhìn người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh mình, cô trở nên hấp dẫn hơn trước, trong lòng tràn đầy hạnh phúc. An Mạc Hạ cười gật đầu. Ừ, em đến sớm quen rồi, cũng quen đợi anh. Giọng nói của người phụ nữ không giống với vẻ dịu dàng của hai ngày trước, dường như có chút lạnh lẽo âm u khiến cho trái tim của Giang Doãn Hâm thắt lại, không thể giải thích được. Giang Doãn Hâm sừng sốt một hồi, sau đó mới phản ứng lại, nhanh chóng lắc đầu, có vẻ như vừa rồi chỉ là ảo giác. Mà này, Mạc Hạ, sau hai ngày trước em bị bệnh, anh gọi điện thoại cho em cứ suốt ngày cũng không gọi được vậy, làm anh sợ chết khiếp. Suýt nữa anh đã báo cảnh sát rồi, em biết không, Lúc đó anh rất sợ mất em, anh chưa bao giờ cảm thấy sợ đến như thế này, giống như là nỗi sợ từ trên trời rơi xuống và khi nói về câu này, Giang Doãn Hâm nắm lấy tay của An Mạc Hạ, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của người phụ nữ, sau đó đặt lên trên ngực của hắn. Em là bạn gái anh, anh phát hiện ra không liên lạc được điện thoại với em được thì anh hoàn toàn không còn cách nào tìm thấy em, thậm chí còn không biết em sống ở đâu. Hai ngày đó anh thật sự sắp phát điên rồi. Mạc Hạ như vậy là không tốt. Tốt hơn hết, em nên dọn đến ở cùng với anh đi. Giống như trước đây vậy. Anh thực sự cảm thấy thế này sao? An Mạc Hạ nhìn chằm chằm Giang Doãn Hâm, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, không có nhiều biểu cảm. Cô đang ngồi đối diện với ánh đèn. Ánh mặt trời càng ngày càng nóng chiếu thẳng vào khuôn mặt của cô, khiến cô trông như giấc mơ, không thật chút nào. Như thể sẽ biến mất chỉ với một cú chạm. Giang Doãn Hâm lại xuất thần, trước khi nặng nề gật đầu. Kỳ thật, đây là cảm giác của anh, không thể mất đi em. Mất đi thì sao? An Mạc Hạ lại trầm dòng hỏi. Giang Doãn Hâm nở một nụ cười gượng gạo, chậm rãi đặt tay của người phụ nữ lên trái tim mình. Vậy thì nơi này có lẽ đã nứt toác hẳn ra, không thể khôi phục lại được. Lời nói của Giang Doãn Hâm rất chiều mến và ngọt ngào. Nếu được thay thế bởi An Mạc Hạ trước đây hoặc là một người phụ nữ khác, cô ấy không thể chờ đợi được mà nhào vào vòng tay của hắn ta làm nũng nhưng sau khi trải qua một lần bị phản bội một cách tàn nhẫn an mặc hạ sẽ không dễ dàng bị hạ gục bởi những viên đạn bọc đường này nữa an mặc hạ nhếch mép đôi môi đỏ mỏng khẽ mở bốn chữ chúng ta chia tay đã nằm ở trong cổ họng vừa định nói ra thì một bóng người mảnh mai đột nhiên từ xa chạy tới không nói một lời đã kéo an mặc hạ ra khỏi chỗ ngồi đẩy cô ngã xuống đất an mặc hạ đồ tiện nhân cô thật sự đã đang câu dẫn bạn trai của tôi ở đây Bạch Tô Nghi hung ác gầm lên, sắc mặt phờ phạc, hai mắt đỏ bừng, nhìn có chút đáng sợ. An Mạc Hạ không ngờ Bạch Tô Nghi lại đột nhiên đến, nghĩ đến Bạch Tô Nghi bị giam giữ trước đó, cô không khỏi nhìn lên nhìn xuống, bộ dạng của Bạch Tô Nghi lúc đầu còn bụ bẫm, nhưng sau mấy ngày nay, cô ta có vẻ như sụt rất nhiều cân, trông như gió thổi thì liền bay đi. Bạch Tô Nghi thấy An Mạc Hạ nhìn mình như vậy, trong mắt hiện lên một tia thương cảm tức giận đến ngứa răng, định kéo tóc An Mạc Hạ, nhưng đã bị Giang Doãn Hâm ở bên cạnh ngăn cản. Bạch Tô Nghi, cô điên rồi sao? Muốn nổi điên thì về nhà mà điên đi, đây không phải là nơi để cô điên đâu. Giang Doãn Hâm nắm lấy cổ áo của Bạch Tô Nghi, dùng sức đẩy nhẹ cô ta ngã xuống đất. Sau đó đỡ An Mạc Hạ nằm trên mặt đất lên, bảo vệ An Mạc Hạ phía sau thật tốt nhìn thấy vậy sắc mặt của bạch tô nghi càng tái nhợt hơn nhìn an mạc hạ như muốn ăn tươi nốt sống nhưng lại ra vẻ đáng thương khi quay sang giang doãn hâm doãn hâm đừng có bị an mạc hạ lừa anh quên rồi sao em mới là bạn gái thực sự của anh ừ, em sẽ giúp anh đạt được những vị trí mà anh mong muốn gia đình em đã giúp anh rất nhiều rồi đủ rồi bạch tô nghi cô nói chuyện này với tôi là có ý gì đây giang doãn hâm cao mày cắt ngang lời của bạch tô nghi một cách gai gắt Tôi cảm ơn sự giúp đỡ trước đây của cô, nhưng hai chúng ta đã chia tay rồi. Bây giờ xin đừng quấy rầy tôi nữa. Tôi cũng không cần gia đình cô giúp đỡ nữa. Bây giờ tôi chỉ có một người bạn gái, đó là An Mạc Hạ. Xin đừng làm gì tổn thương cô ấy nữa. Nghe vậy, Bạch Tô Nghi trợn mắt ha hốc miệng, thân thể kịch liệt chấn động. Nhưng trên mặt lại cố nặn ra một nụ cười. Doãn hâm, anh... anh đang đùa em. Hay là... hay là em nghe nhầm? anh nói an mặc hạ là bạn gái của anh sao lúc này một cơn gió bất chợt từ đâu thổi tới làm cho cành cây kêu lạch cạch thân thể của bạch tô nghi nghiêng nghiêng run rẩy nếu như cô ấy là bạn gái của anh vậy thì em là gì không khí nhất thời im lặng ba người đều im lặng một lúc sau giang doãn hâm tiến lên phía trước một bước nghiêm túc nhìn bạch tô nghi nghiêm nghị nói bạch tô nghi cô nghe đúng rồi bây giờ bạn gái của tôi là an mặc hạ không phải là cô Chúng ta chia tay lâu rồi. Bị người đàn ông xác nhận thân thể của Bạch Tô Nghi bẹp xuống trên mặt đất, suýt chút nữa thì ngã về phía sau. Cũng may, cô ta kịp thời ổn định thân thể, mà cả người của Bạch Tô Nghi như bị hút hết linh hồn, không hề tức giận mà lầm bầm với chính mình. Không thể. Nhìn Bạch Tô Nghi như vậy, trái tim của An Mạc Hạ co thắt lại một hồi. Làm bạn thân với nhau nhiều năm như vậy, vậy mà bây giờ đây lại nhìn thấy bộ dạng như vậy của Bạch Tô Nghi An Mạc Hạ ít nhiều có chút không đành lòng, nhưng đây cũng là chính cô ta tự làm tự chịu. Người phụ nữ cắn chặt môi dưới, đôi tay buông thõng hai bên người, bất giác siết chặt lại. Thời gian đình trệ một hồi, Giang Doãn Hâm ngơ ngác liếc nhìn Bạch Tô Nghi đang ngồi dưới đất, định kéo An Mạc Hạ đi, nhưng trước khi đi được hai bước, Bạch Tô Nghi đột nhiên đứng dậy đi về hướng An Mạc Hạ, hung ác hét lên: "An Mạc Hạ, đồ khốn nạn, Doãn Hầm chia tay với tôi, chắc chắn là lỗi của cô!" hôm nay cô phải chết tôi phải giết cô sức mạnh và tốc độ của kẻ điên không phải là người thường có thể so sánh được cho dù an mạc hạ được giang doãn hâm bảo vệ thì vẫn không tránh khỏi bị bạch tô nghi dùng móng tay làm cho bị thương vết máu trói lọi trên cánh tay trắng như tuyết của cô an mạc hạ há hốc miệng rầm rầm thấy bạch tô nghi chuẩn bị lại lấy móng vuốt cào vào mặt của mình liền nhanh chóng lùi về phía sau lúc này bạch tô nghi cũng bị giang doãn hâm nhanh chóng kẹp chặt lại ấn tay trái của cô ta ra sau lưng. Bạch Tô Nhi, nếu như cô lại làm chuyện này thì tôi sẽ báo cảnh sát đây. Giọng của Giang Doãn Hâm lạnh đến mức ngay cả An Mạc Hạ cũng thầm kinh ngạc. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Giang Doãn Hâm vốn luôn mềm yếu cũng sẽ có lúc như thế này. Doãn Hâm, người phụ nữ này không phải là người tốt, đừng bị cô ta lừa. Em thật ra chỉ là vì muốn tốt cho anh thôi, còn gương mặt của cô ta hẳn là cũng là giả đây. Anh đã quên rồi sao? An Mạc Hạ xấu xí bao nhiêu? Cho nên trước kia anh mới bỏ rơi cô ấy và chọn em. Câm miệng! Giang Doãn Hầm lại hét lên, hoàn toàn không kiên nhẫn nhìn Bạch Tô Nghi. Nếu như cô lại dám vu an cho An Mạc Hạ, tôi sẽ không tha cho cô đâu. Doãn Hầm, sao anh có thể nói chuyện với em như vậy? Trước mặt người phụ nữ vô liêm sỉ này chứ? Bạch Tô Nghi bĩu môi như sắp khóc. Ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Nhưng lần này, Giang Doãn Hâm không những không động lòng mà ánh mắt còn lạnh hơn. Bạch Tô Nghi, cô nói đủ chưa? Đừng có mở miệng ra là tiện nhân này tiện nhân nọ. Ngậm miệng là tiện nhân, mở miệng cũng là tiện nhân như vậy. Bộ dạng của cô khiến tôi ghê tởm. Tôi lúc đầu là do mắt mù nên mới bỏ rơi Mạc Hạ vì cô. Nếu không, Mạc Hạ đã chính thức là vợ của tôi rồi. Khi nói lời này, Giang Doãn Hâm len lén liếc nhìn An Mạc Hạ một cái. Băng lãnh trong mắt cũng nhu hòa đi mấy phần. Bạch Tô Nghi, tôi khuyên cô nên rời khỏi đây ngay, nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát đến áp giải cô đi đây. Doãn Hâm, anh... Bạch Tô Nghi không cam tâm, còn muốn nói gì đó, nhưng Giang Doãn Hâm lần này thật sự không có ý định nói đùa với cô ta. Hắn buông tay đang nắm Bạch Tô Nghi ra, lấy điện thoại và sẵn sàng gọi cảnh sát. Nghĩ đến mấy ngày ở trong phòng giam, Bạch Tô Nghi kinh hãi trợn to hai mắt, lùi lại mấy bước, nghiến răng nghiến lợi nói. Đừng gọi cảnh sát, em, em đi được không giang doãn hâm rốt cuộc dừng động tác trong tay nhìn bạch tô nghi ánh mắt không cần nói ai nhìn thấy cũng có thể hiểu được ý tứ đuổi người của hắn ta bạch tô nghi thân thể cứng đơ trong lòng vô cùng bi thương thật nực cười cô cũng đã ở bên giang doãn hâm ba năm hai năm không có danh phận cuối cùng một năm này mới có thể đuổi an mạc hạ đi danh chính ngôn thuận đi bên cạnh giang doãn hâm nhưng không ngờ lại có kết cục như thế này Câu nói kia quả thực rất đúng. Người đàn ông vụng trộm bên ngoài đã có lần một, nhất định sẽ có lần thứ hai. Cô chưa từng nghĩ rằng một ngày tới lượt mình nếm trải tổn thương mà An Mạc Hạ phải chịu khi đó. Bạch Tô Nghi đào mắt, ánh mắt mang theo hận ý rời vào trên người của An Mạc Hạ vài giây, sau đó quay người rời khỏi công viên. An Mạc Hạ và Giang Doãn Hâm cũng thở vào nhẹ nhõm. Mạc Hạ, vết thương của em có vẻ hơi sâu. Gần đây có một phòng khám nhỏ, anh nghĩ nên đưa em tới đó để xem sao thì tốt hơn giang doãn hầm bước đến bên cạnh an mặc hạ trong mắt lộ rõ vẻ lo lắng an mặc hạ lắc đầu vết thương này không sao cảm ơn vừa rồi giang doãn hầm nhìn an mặc hạ kỳ quái có chút trách móc nói em là bạn gái của anh sao lại khách sáo với anh như vậy thật quá xa lạ vừa nói giang doãn hầm đã muốn tiến tới nắm tay an mặc hạ ai biết vừa chạm vào cánh tay của người phụ nữ an mặc hạ đã gạt tay hắn đi hai tay của giang doãn hâm cứng đơ tại chỗ trong chốc lát nhìn an mạc hạ không tin nụ cười trên mặt cũng cứng lại mạc hạ sao vậy không biết vì lý do gì một linh cảm xấu đột nhiên dấy lên từ đáy lòng của giang doãn hâm giống như một bàn tay vô hình lập tức bóp vào cổ họng của hắn an mạc hạ nhìn giang doãn hâm vẻ mặt dần dần trở nên lạnh lùng giọng nói của cô dường như đến từ một thời không khác giang doãn hâm anh cho rằng hai chúng ta thật sự có thể ở bên nhau sao giang doãn hâm nhất thời không phản ứng được lời nói của an mạc hạ nét mặt thay đổi nhưng lại nhanh chóng nạn ra một nụ cười em đang nói cái gì vậy chúng ta không phải đã ở cùng với nhau rồi sao giang doãn hâm không phải anh từng nghi ngờ mọi thứ đều là giả sao giọng nói của an mạc hạ vẫn xa xăm nửa khuôn mặt đang phơi nắng nửa trong bóng tối hiệu ứng ánh sáng và bóng tối đặc biệt khiến cho cả người cô nhìn cực kỳ không chân thực trái tim của giang doãn hâm đông cứng lại an mặc hạ còn chưa kịp để cho hắn ta nói gì thì đã lên tiếng tiếp chia tay đi tôi đã không còn yêu anh nữa giọng nói của người phụ nữ không cao không thấp thậm chí có thể nói là rất ngọt ngào nhưng lại như búa bồ vào tim của giang doãn hâm giang doãn hâm sững người tại chỗ trợn tròn mắt không tin nhìn an mặc hạ mặc hạ em vừa nói gì vậy hai ngày nay anh ngủ không ngon là vì lo lắng cho em có lẽ anh xuất hiện rồi, áo giác rồi, nhân tiện anh còn chưa có ăn sáng, em đi ăn sáng với anh được không? Nói xong, Giang Doãn Hâm còn muốn kéo tay An Mạc Hạ, nhưng lại bị cô không lưu tình hất ra. Giang Doãn Hâm, tôi nói chưa đủ rõ ràng sao, tôi đã nói không còn yêu anh nữa. Sở dĩ trước đây tôi nói yêu anh, tất cả đều là dối trá, có mục đích là để trả thù cho việc anh đã vứt bỏ tôi ở giữa công cộng trong chính ngày cưới. Tôi cũng muốn anh nếm trải cái cảm giác đó, giờ hiểu chưa? Cho dù muốn giả vờ như không nghe thấy gì thì Giang Doãn Hâm lúc này cũng không làm được. Kinh ngạc nhìn người phụ nữ như ánh mặt trời rực rỡ trước mặt, giọng nói khàn khàn trầm thấp đến đáng sợ. Ý của em... Ý của em là tất cả những lần em tiếp cận anh kỳ thực là muốn chơi đùa với anh sao? An Mạc Hạ nhìn Giang Doãn Hâm một cái thật sâu, sau đó thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, nghe vậy giang doãn hâm lào đảo lùi lại hai bước trên mặt đầy vẻ tổn thương đặc biệt là ánh mắt như mất hồn trống rỗng đến đáng sợ gia cảnh của hắn tuy không hiển hách lợi hại nhưng từ nhỏ hắn đã được gia đình xem như bảo bối mà nuôi dưỡng khi lớn lên các mối quan hệ của hắn cũng vô cùng suôn sẻ đặc biệt là với an mạc hạ không chỉ được cô theo đuổi mà trong suốt thời gian yêu đương an mạc hạ lúc nào cũng tôn sùng hắn như hoàng đế sau đó, mặc dù đã chia tay với An Mạc Hạ, nhưng Bạch Tô Nghi đối với hắn cũng mềm như nước. Cô còn dùng các mối quan hệ gia đình của mình để giúp hắn leo lên đến vị trí cao, cũng coi như là không tệ. Sau đó, An Mạc Hạ lại lần nữa rực rỡ trở về. Hắn phát hiện, người mình yêu vẫn là An Mạc Hạ. Càng ngạc nhiên hơn khi phát hiện, người phụ nữ này không quan tâm hắn đã làm gì với cô trước đây mà vẫn yêu hắn sâu đậm. Tưởng rằng hai người có thể ở bên nhau lần nữa, nhưng giờ đây an mạc hạ lại nói cho hắn biết mọi thứ đều là giả làm sao hắn ta có thể chấp nhận được điều này không không thể tin được mạc hạ không thể nào em nhất định đang nói đùa với anh có đúng không được rồi em đừng làm loạn nữa số lần chúng ta hẹn hò rất hiếm anh sẽ đưa em đến một nơi tốt hơn không phải em luôn muốn cùng anh đi tới biển ngắm sao sao bây giờ anh lập tức đặt vé máy bay được không hai giờ nữa chúng ta sẽ đến bãi biển Giang Doãn Hầm cố gắng không tin vào sự thật này, cố nén một nụ cười và nhìn An Mạc Hạ. Về mặt lạnh như băng của An Mạc Hạ không hề dao động, thậm chí có chút châm chọc. Cái này gọi là gì chứ? Ở thời điểm có thì không biết trân trọng, thời điểm mất đi rồi thì lại cật lực cứu vãn. Có không giữ, mất đừng tìm. Nhưng sao lại không biết một chân lý rằng trên thế giới này có nhiều thứ mất đi thì chính là mất đi, dù thế nào thì cũng không thể tìm lại được nữa. Giang Doãn Hâm, anh làm tôi thấy phiền lắm tôi sẽ nói lại một lần cuối cùng. Chuyện giữa chúng ta là chuyện không thể. Xin đừng dây dưa với tôi nữa. Giọng nói của người phụ nữ rất lớn, rất mạnh mẽ, lại đập vào trái tim của Giang Doãn Hâm, khiến cho bờ vai của hắn ta co rụt lại, trong lòng nổi lên từng tầng đau đớn. Hắn đột nhiên hiểu được một chút cảm giác của An Mạc Hạ khi bị bỏ rơi ngày hôm đó. Hắn là cũng giống như bây giờ, đau đến nghẹt thở. Mạc Hạ, anh biết lúc đầu do anh cũng có lỗi với em nhưng bây giờ anh thật sự đã ăn năn và chấm dứt với bạch tô nghi rồi em có thể cho anh thêm một cơ hội không giang doãn hâm vẫn còn muốn lần cuối cùng vùng vẫy dãy chết nhưng mà an mặc hạ dường như đã mất hết kiên nhẫn không thèm nhìn giang doãn hâm đi ngang qua giang doãn hâm không thể nào nếu trái tim đã chết thì sẽ không bao giờ sống lại nữa à đúng rồi giang doãn hâm giờ tôi rất vui khi nhìn thấy anh đau đớn cũng không còn hận anh nữa từ nay, hai chúng ta không còn nợ nhau. Mong rằng sau này, mãi mãi sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Nói xong, cô xài bước về phía cổng công viên, bà không chút lưu luyến. Giang Doãn Hầm vẫn đứng đó ngơ ngác, nhìn An Mạc Hạ đang đi phía sau, đồng từ co rụt lại. Theo bản năng, muốn xông tới giữa An Mạc Hạ, lại bị một bóng người cao lớn đột nhiên xuất hiện chặn lại. An Mạc Hạ cũng hé môi ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông. Dưới ánh sáng mặt trời, Chu Dịch Phong đứng thẳng tắp thon dài, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc giản dị, cùng quần tây đen. Ống tay áo hơi sắn lên, lộ ra một phần làn da trắng như tuyết. Toàn thân cao lớn được bao bọc một vầng ánh sáng, tuấn lãng, phi phàm. Chẳng qua là khuôn mặt của nam nhân lại ẩn hiện một bóng đen, khó mà phân biệt được, biểu cảm trên khuôn mặt. Anh... Chu Dịch Phong giang doãn hầm phản ứng nhanh chóng hắn ta hiển nhiên có chút kỳ quái đối với sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông nhưng ngay sau đó như nghĩ ra điều gì ánh mắt nham hiểm giống như một con dao bắn thẳng vào chu dịch phong tôi hiểu rồi chu dịch phong tôi thấy trước đây anh quan tâm đến mạc hạ chẳng lẽ là muốn theo đuổi mạc hạ mạc hạ không dám làm trái ý anh cho nên mới chia tay với tôi sao an mạc hạ hơi sững sờ đối với suy đoán của giang doãn hầm có chút giờ khóc giờ cười Cô trước kia tại sao lại không biết não của người đàn ông này lớn như vậy? Giang Doãn Hâm. An Mạc Hạ định mở miệng giải thích, nhưng bị Chu Dịch Phong bình tĩnh ngắt lời, khóe miệng mang theo ý cười nham hiểm, cười nhẹ nói. Vậy thì sao? Được người đàn ông xác nhận, biểu cảm trên mặt của Giang Doãn Hâm khó đoán, có kỳ quái, có tức giận, có khinh thường, lại có chút kích động. Tôi biết Mạc Hạ còn yêu tôi, chính là anh ép cô ấy làm vậy. Chết tiệt, Chu Dịch Phong, anh làm sao có thể làm ra hành động chia cắt uyên ương như vậy chứ? Anh thân là Chu gia nhị công tử, sao lại có thể làm ra chuyện đê hèn như vậy? Giang Doãn Hâm tức giận đến mức không thèm quan tâm đến thần sắc của Chu Dịch Phong, tức giận gầm gừ. Chu Dịch Phong không hề tức giận, khoanh tay nhìn hắn, đúng lúc cơn tức giận của Giang Doãn Hâm đến đỉnh điểm, anh bình tĩnh nói: "Nhưng anh chỉ đoán đúng một nửa thôi, tôi và An Mạc Hạ là tình nguyện, tôi cũng không ép buộc cô ấy ở bên mình." Nói xong, Chu Dịch Phong liếc nhìn An Mạc Hạ cười. Em nói có đúng vậy không, Mạc Hạ? An Mạc Hạ cảm thấy đầu có chút đau. Chu Dịch Phong đang giúp cô có đúng không? Cô không thể phân biệt được có đang giúp hay không. Chỉ có thể gật đầu, tuân thủ nguyên tắc đóng kịch, phải đóng cho tròn vai. Cô bước tới, mỉm cười. Một bên ôm lấy cánh tay của Chu Dịch Phong, chiều mến nói. Chu Thiếu nói đúng. Người tôi thích là anh ấy, Giang Doãn Hâm. Anh thức thời thì đừng có dây dưa đến tôi. Giang Doãn Hâm hai mắt đỏ bừng tức giận trước lời nói của An Mạc Hạ. Vừa định nói gì đó thì Chu Dịch Phong đột nhiên cúi người xuống, hôn một cái lên đôi môi của An Mạc Hạ. Sau đó nhìn về phía Giang Doãn Hâm đắc ý như một đứa trẻ tuyên thệ chủ quyền. An Mạc Hạ sừng sốt một chút, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn kinh ngạc nhìn Chu Dịch Phong, trên mặt có chút ửng hồng. Nhưng so với sự có mặt của Giang Doãn Hâm nên cô không đẩy Chu Dịch Phong ra. Do vậy, Cô chỉ có thể cúi đầu, rũ mắt xuống một cách mất tự nhiên. Theo quan điểm của người ngoài thì đây hoàn toàn là bộ dạng thèm thùng. Giang Doãn Hầm ở một bên nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng chính hắn cũng không nhận ra. Đôi mắt vốn đã đỏ rực như muốn bùng cháy. Nếu như ánh mắt có thể giết người thì Chu Dịch Phong chắc chắn đã bị hắn ta đốt một lỗ từ lâu rồi. Nhưng đối với sự tức giận của Giang Doãn Hâm, Chu Dịch Phong chỉ liếc nhẹ một cái liền không để tâm sau khi hôn lên má an mạc hạ anh nắm tay người phụ nữ rất tình cảm muốn mang cô rời đi ngay lập tức nhưng vừa quay đầu lại giọng nói cực kỳ lạnh lẽo của giang doãn hâm vang lên sau lưng mạc hạ em thật sự muốn đi cùng với chu dịch phong sao an mạc hạ bước chân không dừng lại chút nào cũng không thèm quay đầu lại đứng nép sát vào chu dịch phong như thay cho lời giải thích hôm nay là một ngày nắng đẹp mặt trời cũng rất ấm áp tiền nắng dài rác trên mặt đất nhưng giờ phút này giang doãn hâm không cảm giác được trên người có chút ấm áp nào ngược lại tàn ra hơi lạnh thấu xương trơ mắt nhìn một nam một nữ dựa sát vào nhau dần dần biến mất trong tầm mắt của hắn ta khi đi đến góc và giang doãn hâm không nhìn thấy an mặc hạ hơi nhích người ra khỏi chu dịch phong lúng túng lầm bầm cảm ơn vừa rồi anh đã giải vây cho em nhưng chu dịch phong anh lúc rồi không nên làm như vậy an mặc hạ cảm thấy không thể tiếp tục nói trên mặt lại nổi lên một tia ửng đỏ. Chu Dịch Phong luôn được một tấc, lại muốn tiến thêm một thước. Chu Dịch Phong nhướng mày, tâm tình rất tốt, trong mắt gợn sóng, tràn đầy ánh sáng. Không nên sao? Anh cố ý giả vờ như không biết chuyện gì. An Mặc Hạ trợn mắt, không nói nên lời, cảm thấy Chu Dịch Phong chỉ là cố ý trêu chọc cô, cho nên không muốn nói nhảm với anh nữa. Vùng cánh tay xài bước đi về phía trước. Chu Dịch Phong ở phía sau cười khẽ hai tiếng, duỗi đôi chân dài không nhanh không chậm, lại đuổi theo cô. Cùng lúc đó, bóng người màu trắng của một người phụ nữ đột nhiên xuất hiện ở sau một thân cây lớn cách đó không xa. Người phụ nữ tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đặc biệt là thân hình như tờ giấy, gầy gò như thể sẽ rơi xuống khi gió thổi đến bất chợt. Chính là Bạch Tô Nghi đã rời đi trước đó. Cô ta không rời khỏi công viên mà núp sau một gốc cây lớn. Cô muốn xem An Mạc Hạ dụ dỗ Giang Doãn Hâm như thế nào, nhưng lại nhìn thấy cảnh tượng tuyệt vời vừa rồi. <laughs> chuyện này quá nực cười hóa ra mục đích chiếm lại giang doãn hâm của an mạc hạ chỉ là muốn trả thù bọn họ người phụ nữ này thật là lòng dạ rắn rết bạch tô nghi càng nghĩ thì càng tức giận cắn chặt môi dưới trong mắt hiện lên vẻ hung ác cô ta sẽ không bao giờ bỏ qua cho người phụ nữ này dễ dàng như vậy cho dù dùng cách gì đi nữa cô cũng sẽ không bao giờ để cho người phụ nữ này được yên ổn nghĩ đến đây bạch tô nghi đột nhiên tự cười một mình dáng vẻ không xấu nhưng với nụ cười lúc này trông vô cùng hung dữ và khiếp người giống như là một phù thủy bước ra từ chuyện cổ tích khiến cho người ta cảm thấy khó chịu bạch tô nghi không dễ dàng gì có thể ngăn được nụ cười của mình cô ấy duỗi tóc một chút chỉnh lại góc váy sau đó nâng chân lên xài bước về phía giang doãn hâm lúc này giang doãn hâm vẫn đứng ở chỗ cũ bạch tô nghi nhìn ở phía xa nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng trong hắn ta bạch tô nghi trái tim run lên cô không nhẫn tâm như an mạc hạ cô không thể nhẫn tâm như vậy đối với giang doãn hâm doãn hâm bạch tô nghi bước nhanh đến chỗ giang doãn hâm cố gắng nắm lấy cánh tay của giang doãn hâm ai biết người đàn ông đẹp như tượng kia đột nhiên phản ứng lại hất tay của bạch tô nghi ra một cách vô cùng kinh tởm đừng đụng vào tôi bạch tô nghi cắn chặt môi dưới trong mắt mang theo vẻ ai oán cùng ủy khuất bất bình nhìn giang doãn hâm Doãn Hâm, vừa rồi em thấy rồi, An Mạc Hạ, cô ta, cô ta thật quá đáng, cô ta lòng dạ độc ác như vậy, anh bỏ rơi em vì cô ta, cuối cùng anh nhận lại được gì? Người phụ nữ này từ đầu đến cuối đều là chơi đùa với anh, như em đã nói trước đây vậy. Cô ta khẳng định là bị người ta bao nuôi rồi, bây giờ người bao nuôi đó chính là Chu Dịch Phong, chẳng trách vì sao An Mạc Hạ có thể ở tập đoàn Chu thị dễ dàng như vậy, là bởi vì cô ấy dựa vào thân thể của mình mà đổi lấy đừng nói là ánh mắt của giang doãn hâm chìm xuống thân thể không khỏi khẽ run lên mỗi lời nói của bạch tô nghi đều như một nhát dao mặc dù không thể tin được sự thật này nhưng hắn không thể không tin bất giác nhớ tới sự xuất hiện đột ngột của chu dịch phong trong buổi họp lớp ngày hôm đó một người đàn ông như chu dịch phong sao lại có thể xuất hiện ở một khách sạn bình thường như vậy mà còn đặc biệt tới để chào an mạc hạ hết thầy hết thầy đều tràn đầy điểm đáng ngờ làm sao mà đến hiện tại hắn mới nghĩ đến nhưng bây giờ nghĩ lại cũng đã muộn phải thừa nhận an mặc hạ trả thù thành công trái tim hắn thật sự rất đau vô cùng đau bạch tô nghi ở bên bị giang doãn hâm mắng một lúc sau mới bất đắc dĩ cắn môi nói doãn hâm tại sao anh vẫn đối xử tệ với em như vậy người duy nhất trên đời này đối xử tốt với anh là em nếu không thì quay lại với em đi cùng em tìm cách đối phó với tiện nhân an mặc hạ kia được rồi tôi đã nói rất rõ ràng rồi đừng mở miệng ngậm miệng lại gọi an mạc hạ là tiện nhân bạch tô nghi vậy là đủ rồi cho dù tôi không thể ở bên an mạc hạ thì cũng sẽ không ở bên cạnh cô bây giờ tôi thật sự rất chán ghét cô nếu như không phải do cô gieo rắc bất hòa thì hiện giờ tôi đã kết hôn với an mạc hạ rồi chúng tôi cũng đã hạnh phúc bên nhau mà đến cùng thì chính là cô lại là người phá hỏng hạnh phúc của tôi giang doãn hầm nói giọng càng lúc càng lớn cho đến cuối cùng thì gần như là cuồng loạn Bạch Tô Nghi nhìn Giang Doãn Hâm không tin. Doãn Hâm, anh đã bị nữ nhân An Mạc Hạ mê hoặc đến mức nào rồi? Đã bị cô ta lừa mà còn bảo vệ cô ta như thế này? Doãn Hâm, không phải anh điên rồi chứ? Tôi nghĩ người bị điên phải là cô mới đúng. Đã nói rồi, tôi không còn liên quan gì đến cô nữa. Xin cô đừng đến đây dây dưa với tôi nữa. Nếu như cô chọc tức tôi lần nữa, tôi sẽ gọi cảnh sát ngay lập tức. Giang Doãn Hâm trừng mắt nhìn Bạch Tô Nghi cũng không muốn tiếp tục cùng cô ta nói thêm một câu nào nữa mở rộng bước chân rời đi. Nhìn thấy bóng dáng người đàn ông rời đi, Bạch Tô Nghi hử lạnh một tiếng, sau đó lấy điện thoại di động ra gọi. Lý ca, là tôi đây, Tô Nghi, tôi có chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ. Chiếc xe thể thao bắt mắt đang lái trên đường cao tốc, An Mạc Hạ trong xe liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, bĩu môi, nhìn cảnh vật đang lùi dần trước mặt, có chút không hài lòng. Chu Dịch Phong thản nhiên liếc nhìn An Mạc Hạ, khóe miệng nở nụ cười đùa giỡn. An Mạc Hạ, Người phụ nữ này còn đang tức giận vì chuyện vừa rồi. Anh thật sự là có lòng tốt thôi mà. Nếu không phải như vậy, thì sao Giang Doãn Hâm có thể dễ dàng ngừng quấy giày An Mạc Hạ được chứ? Người đàn ông lắc đầu nguội nguậy, vô lăng trong tay đột ngột chuyển hướng, từ ngã tư trên đường cao tốc chạy xuống. An Mạc Hạ còn đang ngần ngơ, mãi đến khi cảnh tượng trước mắt càng ngày càng xa lạ, cô mới định thần lại nhìn Chu Dịch Phong. Chúng ta đi đâu vậy? Người phụ nữ nghiêng đầu, đôi mắt hạnh lóe lên sự nghi ngờ. Chu Dịch Phong cong môi thành một nụ cười, chống cằm hướng về phía một tòa cao ốc phong cách và khí thế khác thường cách đó không xa nói. Trung tâm mua sắm trước mặt mới khai trương không lâu, nghe nói là trung tâm mua sắm lớn nhất ở Châu Á. Hôm nay anh và em cũng không có chuyện gì làm, vậy thì sao chúng ta không cùng nhau đi ngao du một chút? Sau đó Chu Dịch Phong lái xe đến bãi đậu xe dưới lòng đất của khu mua sắm. An Mặc Hạ há to miệng, không tin nhìn Chu Dịch Phong. Vừa rồi cô bị ảo giác sao? Chu Dịch Phong thật sự nói sẽ cùng cô đi mua sắm sao? Một lúc lâu sau, An Mạc Hạ mới khôi phục lại, quay mặt sang bên, không tin nhìn Chu Dịch Phong. Đường nét của Chu Dịch Phong vẫn hoàn mỹ, khí chất toát ra từ cả người anh cũng cao quý vi thường. Nhưng anh ấy là một người như vậy, cho dù bạn có nhìn thế nào đi nữa, anh ấy trông cũng không giống một người sẽ đi cùng phụ nữ đến trung tâm mua sắm. Hôm nay, đầu óc của anh ấy không ổn sao? Ngay lúc An Mạc Hạ khó hiểu, Chu Dịch Phong ở bên cạnh đã đỗ xe xong, cởi dây an toàn xuống xe, muốn giúp An Mạc Hạ tháo dây an toàn. Không cần, em tự mình làm được. Cảm giác được hơi thở của người đàn ông đột nhiên đến gần, trái tim của An Mạc Hạ khẽ lệnh một nhịp. Cô vội vàng tháo dây an toàn, cùng Chu Dịch Phong xuống xe trước. Anh... Xanh lại đột nhiên nhớ tới việc đi trung tâm mua sắm với em. An Mạc Hạ không nhịn được mà lộ ra vẻ nghi ngờ trong lúc chờ thang máy. Chu Dịch Phong liếc nhìn An Mạc Hạ một cái, nhớ mày đắc ý. Anh vừa rồi nhìn An Mạc Hạ có vẻ không vui. Những gì cô Hy Dương từng nói đột nhiên hiện lên trong đầu, khiến cho anh đưa An Mạc Hạ tới đây. Nhưng Chu Dịch Phong đương nhiên sẽ không nói thật với An Mạc Hạ, mà chỉ cười nhạt đáp. Trung tâm thương mại này mới khai trương, anh chỉ muốn đến xe một chút. Giọng của người đàn ông vừa rơi xuống, cửa thang máy cũng cùng lúc mở ra. Chu Dịch Phong ra hiệu cho An Mạc Hạ đi lên trước, anh đi theo sau an mặc hạ vào thang máy trên đường lên thang máy an mặc hạ nhìn chu dịch phong bằng ánh mắt rất phức tạp cô cảm thấy mình nhất định đã khám phá ra một thế giới mới cô nghe nói đàn ông ghét nhất đi mua sắm nói chung là không muốn đi cùng bạn gái nhưng thật không ngờ chu dịch phong lại là một ngoại lệ nghĩ đến đây an mặc hạ không khỏi giật giật khóe miệng cảm thấy tâm tình thực sự đã tốt hơn chu dịch phong ở một bên dường như không có nhìn về phía an mặc hạ nhưng là khóe mắt vẫn luôn ở trên người của nữ nhân, tự nhiên bắt được nụ cười nơi khóe miệng An Mạc Hạ, tâm tình vốn đã tốt nay lại càng tốt hơn nữa. Không nghĩ tới cô Hy Dương ăn chơi nhưng có lúc cũng thật hữu dụng, nữ nhân thật sự không có sức chống cự khi đi mua sắm. Hai người thở ơ suy nghĩ, lúc này cửa thang máy cũng mở ra, An Mạc Hạ nhìn đại sành rực rỡ ánh đèn ngoài thang máy, bỏ đi suy nghĩ trong đầu. Trong lòng bất giác có cảm giác không thể lý giải, Tuy rằng cô đã cảm thụ qua sự phồn hoa của thành phố An Lâm, nhưng thiết kế tinh xảo thanh lịch như vậy thì chưa từng. Đây là lần đầu tiên cô đến một trung tâm mua sắm thời trang và vì chuyện của Giang Doãn Hâm nên tâm trạng của cô không tốt. Thật sự đã lâu rồi cô không đi mua sắm. An Mạc Hạ lén lút liếc nhìn Chu Dịch Phong bên cạnh, sau đó lại nhìn nam nữ xung quanh, tim đập dữ dội. Hai người cũng giống như một đôi sao. Ngay khi ý tưởng này xuất hiện, An Mạc Hạ lại nhanh chóng lắc đầu tự diễu cười. Cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Cái gì là một đôi hay không một đôi chứ? Cô và Chu Dịch Phong không có khả năng. Hai người đi loanh quanh trong trung tâm mua sắm dưới ánh mắt ghen tị của những người xung quanh. Lúc đầu An Mạc Hạ còn cáu kỉnh, cố ý giữ khoảng cách với Chu Dịch Phong một chút. Nhưng cuối cùng, cô lại bị vẻ phồn hoa của trung tâm mua sắm thu hút, không khỏi nhìn xung quanh, thậm chí còn không biết Chu Dịch Phong đã dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người bọn họ. Thật ra, giống như suy đoán của Chu Dịch Phong vừa rồi, phụ nữ thích đi mua sắm ở các trung tâm thương mại, trên người họ được bao bọc bởi một loạt hàng hóa chói mắt, trong lòng có cảm giác hạnh phúc khó tả, An Mạc Hạ cũng không ngoại lệ. An Mạc Hạ bước vào một cửa hàng đồ chơi thời thượng, hai mắt híp lại khi nhìn những món đồ chơi kỳ quái kia, cô mỉm cười. Chu Dịch Phong đã lớn như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên đến nơi này, cũng chưa từng đến trung tâm mua sắm, anh cảm thấy hơi khó xử nhưng khi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt của người phụ nữ cảm giác khó xử biến mất cũng rất hợp tác để cho an mạc hạ đội lên đầu anh một chiếc mũ đội đầu rất kỳ quái nếu cảnh này mà để bản thân của chu dịch phong là cố hy xương nhìn thấy nhất định sẽ khiến cho cậu ta kinh ngạc khá hốc miệng chu dịch phong tuy rằng ngoài mặt lộ ra vẻ diễu cợt nhưng chỉ có mỗi cậu ta biết tính tình của người đàn ông này thật ra rất lạnh lùng nếu không cậu cũng sẽ không bị chu dịch phong nghiền ép nhiều năm như vậy an Mạc hạ đắm chìm trong vui sướng cũng không cảm thấy hành vi của mình có cái gì không đúng không sợ chết cầm điện thoại di động lên chụp ảnh kỷ niệm bộ dáng đeo phụ kiện tóc của anh chu dịch phong trong ảnh vẫn đẹp trai như nam thần nhưng khóe miệng là có một nụ cười cứng nhắc nhàn nhạt, nhạt. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ truyện ngôn tình rất hay mang tên Cô vợ nhặt của Chu Tổng qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh MC Phương Thúy các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.